Tổng thống Zelensky lo sợ Ukraine sẽ bị bỏ rơi nếu tấn công vào lãnh thổ Nga. Nga tập kích trả đũa Ukraine đánh sang lãnh thổ, Bắc tin bị trong thùng phòng tuyến Zamborizia. Hàng chục tên lửa của quân đội Nga oanh tạc Ukraine. Không quân Ukraine cần 60 máy bay chiến đấu F-16 để hoàn thành nhiệm vụ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Thời gian qua, Nga liên tục chứng kiến các cuộc tập kích vào lãnh thổ kể cả thủ đô Moscow. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau những vụ tấn công đó, song Kyiv không phủ nhận cũng không xác nhận. Tuy nhiên, ông Zelensky từng tuyên bố rằng cuộc xung đột đang trở lại nước Nga mới đây trong một cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông trong nước khi được hỏi liệu có nghĩ rằng chiến sự sẽ chuyển sang lãnh thổ nga hay không ông zelensky nói nguy cơ lớn là ukraine chắc chắn sẽ bị bỏ lại một mình theo nhà lãnh đạo ukraine đang cố gắng cải thiện quan hệ của mình với các nước ủng hộ ukraine ngay từ đầu xung đột lẫn những nước có khoảng cách lịch sử ông lưu ý rằng đối với nhóm thứ hai việc đưa chiến sự vào lãnh thổ nga là vấn đề khó chấp nhận ông zelensky cho biết có những quốc gia lớn, những quốc gia rất lớn, chỉ có một điểm duy nhất là họ không đứng về phía Nga, đó là sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia. Ông tin rằng nếu Ukraine đưa quân sang lãnh thổ Nga thì chắc chắn sẽ mất đi sự ủng hộ từ những nước như vậy. Vì vậy, ông cho rằng phải cân nhắc lúc này điều gì là quan trọng hơn đối với người dân và Ukraine. Các nước phương Tây đến nay nếu rõ lập trường không ủng hộ cũng không hỗ trợ bất cứ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ Nga do lo ngại xung đột leo thang vượt tầm kiểm soát và kéo theo nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng bất cứ cuộc chiến nào cho dù xảy ra ở đâu cũng sẽ gây tổn thất về người, do vậy mọi thứ cần phải được tính toán thận trọng. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine vận động ngày càng nhiều sự ủng hộ của các nước Ông hy vọng trong tháng 9 tới, Ukraine sẽ nhận thêm nhiều cam kết viện trợ từ quốc tế. Xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 18 tháng nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài, nhưng có thể hạn chế tổn thất về người. Ông Zelensky nói, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu lâu dài mà không bất người. Điều đó là có thể. Chúng tôi có thể giảm thiểu thương vong theo gương của Israel. Ông Zelensky tin tưởng rằng Mỹ và Ukraine sẽ đạt được thỏa thuận. Theo đó, Washington đưa ra cam kết an ninh tương tự cam kết dành cho Israel và thỏa thuận đó sẽ được duy trì cho dù ai trở thành lãnh đạo nước Mỹ. Đến nay, hơn 20 quốc gia đã đưa ra cam kết an ninh dành cho Kiev. Theo ông Zelensky, mỗi nước khác nhau, cam kết có thể khác nhau. Tổng thống Ukraine nói, sẽ có các lệnh trừng phạt, cam kết viện trợ vũ khí, hệ thống phòng không, máy bay, viện trợ tài chính, cam kết sẽ rất đa dạng chắc chắn sẽ có cam kết mạnh mẽ từ Mỹ và từ Anh. Nhưng nước không có vũ khí có thể viện trợ tài chính hoặc ban bố lệnh trừng phạt Nga. Gần đây, Nga liên tục chứng kiến các cuộc tập kích vào lãnh thổ, kể cả thủ đô Moscow. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau những vụ tấn công đó. Song Kiev không phủ nhận cũng không xác nhận. Tuy nhiên, ngày 30 tháng 8, Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mikhailo Polodiak đã tuyên bố các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV gần đây vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga là dấu hiệu cho thấy chiến sự đang ngày càng di chuyển sang lãnh thổ Nga. Ông Polodiak nói, không thể dừng lại việc này. Đồng thời, ông Polodiak cũng khẳng định, Moscow thiếu hệ thống phòng không để tự phòng vệ các cuộc tấn công trong lãnh thổ Nga. Quan chức Ukraine không trực tiếp nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công gần đây vào lãnh thổ Nga. Ông Polodiak khẳng định Ukraine vẫn tuân thủ nghiêm ngặt nghĩa vụ không sử dụng vũ khí của các đối tác để tấn công lãnh thổ Nga và chỉ hành động theo nguyên tắc phòng vệ. Cố vấn của Tổng thống Ukraine cho rằng, những lời kêu gọi tránh tấn công trên lãnh thổ Nga là vô lý. Tuyên bố của ông Polodiak được đưa ra sau khi Nga ghi nhận được tấn công bằng UAV lớn nhất vào lãnh thổ nước này kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Trong ngày 30 tháng 8, hàng loạt khu vực trong lãnh thổ Nga bao gồm Moscow, Olyon, Ryazan, Buryang, Kaluga và Pekov đã bị máy bay không người lái nhắm mục tiêu tấn công. Chính quyền Nga chưa báo cáo bất kỳ thương vong nào và tuyên bố ngăn chặn gần như tất cả các cuộc tấn công. Tại Pekov, nơi cách Ukraine khoảng 600 km về phía Bắc, vào tối ngày 29 tháng 8, Máy bay không người lái cũng đã tấn công một sân bay, làm hư hại bốn máy bay quân sự IL-76 và khiến tất cả các chuyến bay bị hủy. Hoảng loạn bùng phát tại sân bay sau vụ tấn công. Thị trưởng Pekov, ông Mikhail Fedenikov cho biết, rất may không có thương vong. Ông cũng nói rằng tất cả các chuyến bay đã bị hủy tại sân bay Pekov để đánh giá thiệt hại trên đường băng sau cuộc tấn công. Hiện tại, đường bay đã được đánh giá là bình thường tại Kurum, lãnh đạo thành phố Sevastopol do Nga bổ nhiệm Mikhail Hajep nói rằng Ukraine đã tấn công vào thành phố bằng xuồng tự lái nhưng không thành công. Ngoài ra, các nhà chức trách ở vùng Buryan gần biên giới Ukraine, vùng Orion phía nam, vùng Kaluga phía tây nam và Ryazan ở phía đông nam của Nga đều báo cáo rằng họ đã bắn hạ máy bay không người lái do Ukraine phóng đến. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga đang tìm hiểu các UAV được phóng từ đầu để ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra trong tương lai. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng báo cáo Moscow sẽ đáp trả cuộc tấn công của Ukraine. Bà Zakharova cho rằng các UAV này không thể bay được khoảng cách xa như vậy nếu không có thông tin từ các nước phương Tây. Các nước phương Tây đến nay nêu rõ lập trường không ủng hộ cũng không hỗ trợ bất cứ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ Nga do lo ngại, xung đột leo thang, vượt tầm kiểm soát và kéo theo nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 7 tuyên bố, Ukraine đang trở nên mạnh mẽ hơn, dần dần chiến sự đang quay trở lại lãnh thổ của Nga, đến các trung tâm biểu tượng và căn cứ quân sự của nước này. Tuy nhiên, ông thừa nhận Kiev có thể mất sự hỗ trợ của phương Tây nếu đưa cuộc xung đột vào bên trong lãnh thổ Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng, bất cứ cuộc chiến nào, cho dù xảy ra ở đâu, cũng sẽ gây tổn thất về người. Do vậy, mọi thứ cần phải được tính toán thận trọng. Những ngày qua, chiến sự Nga-Ukraine đang diễn ra ác liệt khi hai bên tấn công qua lại vào lãnh thổ nhau. Trong khi Ukraine đẩy mạnh phản công, thì Nga cũng quyết liệt giữ vững các tuyến phòng thủ. Ngày 30 tháng 8, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân Ukraine tiếp tục có những bước tiến quanh làng Chobotine thuộc tỉnh Zaporizhia, mới giành được từ tay quân đội Nga. Theo Bộ Tổng tham mưu, quân Ukraine đã thành công trong việc tiến về làng Novoprokopivka, cách Chobotine chưa đầy 4 km về phía nam và khu định cư Vobove, cách làng Chobotine 10 km về phía đông. Cuộc tiến công này là một phần trong chiến dịch tấn công lớn hơn của Ukraine theo hướng thành phố Melitopol, tỉnh Zaporizhia. Đây là thành phố có tầm quan trọng chiến lược nhằm cắt đứt cầu nối đất liền giữa Nga và bán đảo Crimea. Trước những tuyên bố mới này của Ukraine, quyền tỉnh trưởng Zaporizhia sau Nga bổ nhiệm, ông Sevgeny Palitsky đã khẳng định lực lượng Ukraine chưa chọc thủng được tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Nga theo hướng Zaporizhia và cũng chưa chiếm được làng Chobotine. Theo hãng thông tấn TASS, Ông Palitsky nói rằng, dù lãnh đạo Ukraine nói gì trên báo đài, thì tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga vẫn chưa bị chọc thùng. Ông Palitsky nói trên kênh truyền hình Russia 24, Ukraine mới chỉ tiếp cận tuyến phòng thủ đầu tiên, đây là tuyến phòng thủ quan trọng nhất và là tuyến phòng thủ chính của chúng tôi. Hơn nữa, Ukraine chưa chiếm được Chobotine, người của chúng tôi đã cố thủ khá vững chắc ở phía nam Chobotine. Theo ông Palitsky, Nga chiếm giữ các cao điểm chỉ huy, Việc quân Ukraine tiến vào khe núi là một sai lầm vì ngay lập tức Ukraine sẽ bị pháo kích, ông Badesky nói thêm. Khe núi mà chúng cố thủ như là một trường bắn đối với chúng tôi. Chúng tôi đã cho phép quân Ukraine tiến lên 3-4 cây số vào khe núi, đi sâu vào trong đó. Sau đó không thể ra ngoài, nhân lực Ukraine tổn thất rất lớn. Ví dụ như một đại đội khoảng 100 quân nhân, tức là 3-4 trung đội tiến vào và chỉ có một trung đội trở ra được. Trong một diễn biến khác cùng ngày, tối 30 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga đã mở một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa, xóa sổ nhiều trung tâm chỉ huy và tình báo quân sự của Ukraina. Bộ này cho biết, trong đêm và rạng sáng 30 tháng 8, lực lượng Nga đã tiến hành tấn công hàng loạt bằng vũ khí chính xác tầm xa trên không và trên biển nhằm vào các trung tâm chỉ huy và tình báo quân sự của đối phương. Tất cả mục tiêu được chỉ định đã bị phá hủy theo bộ này. Trước đó, Sáng sớm 30 tháng 8, Nga cũng đã mở cuộc tấn công lớn nhất kể từ mùa xuân năm nay vào thủ đô Kiev, khiến hai người thiệt mạng. Cuộc tấn công này bắt đầu bằng việc UAV tiến về Kiev từ nhiều hướng khác nhau và sau đó là một loạt tên lửa do máy bay ném bom chiến lược Tu-95 phóng đi. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay chiến đấu của Nga đã phá hủy hai tàu cao tốc Ukraine và tiêu diệt những người trên tàu ở phía Bắc Biển Đen vào ngày 30 tháng 8, theo đài RT. Bộ này đưa tin rằng một máy bay chiến đấu Su-30 của Nga đã đánh chìm một tàu cao tốc ở phía đông đảo rắn gần cảng Odessa của Ukraine và gần lãnh hải Germany. Vài giờ sau, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục thông báo Nga đã loại bỏ tàu cao tốc thứ hai của Ukraine bằng máy bay ném bom Su-24 ở phía tây đảo rắn. Cũng trong sáng ngày 30 tháng 8, Moscow cũng thông báo đã đánh chìm 4 tàu cao tốc quân sự, trở lực lượng, đổ bộ, gồm các đặc vụ Ukraine với số lượng lên tới 50 người tại một địa điểm ở Biển Đen mà không tiết lộ vị trí cụ thể. Ngày 30 tháng 8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zalukny cho biết Nga đã phóng 44 tên lửa và UAV tấn công Ukraine trong đêm 29 tháng 8, dạng sáng 30 tháng 8. 28 tên lửa phóng từ trên không X-101, X-555, X-55 được bắn từ 11 máy bay ném bom chiến lược hạng nặng Tu-95MS từ khu vực biển Caspian và Engels vào Ukraine. 16 máy bay không người lái tự sát Shahed 136 136131 được phóng từ hướng nam và hướng bắc của primorsk Atas, Quốc. Ông Zalubny nói, các lực lượng và phương tiện phòng không của lực lượng phòng không Ukraine đã tiêu diệt tất cả 28 tên lửa hành trình và 15 máy bay không người lái tấn công loại Shahed 136 136131 ở Kiev, Cherkasy, Odessa và vùng Mykolaiv. Ông Zalubny cũng đã cảm ơn lực lượng phòng không Ukraine đã nỗ lực chiến đấu bảo vệ vùng trời quê hương. Trong một diễn biến khác của cuộc chiến, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày 30 tháng 8, hơn 3 năm cuộc giao tranh đã xảy ra ở trên mặt trận và lực lượng Ukraine tiếp tục chiến dịch tấn công theo hướng thành phố Melitopol, tỉnh Zaporizhia. Nga đã mở 30 cuộc tấn công tên lửa, hai cuộc không kích và 35 năm cuộc tấn công bằng pháo phản lực bắn loạt vào các mục tiêu Ukraine gây thiệt hại về người và của. Tư lệnh lục quân Ukraine, ông Oleksandr Sikiy cho biết, trên hướng Bakhmut, tỉnh Donetsk, quân Nga cố gắng giành lại các vị trí đã mất nhưng Ukraine tiến lên ngăn chặn. Ông Siki cho biết, các đơn vị của chúng tôi tiếp tục ngăn cản cuộc tấn công của đối phương theo hướng Kupiang Liman. Các trận chiến khốc liệt nhất diễn ra trong khu vực định cư Rayhorodok và Kovan -Ipka, nơi đối phương dù chịu tổn thất vẫn cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của quân chúng tôi, sử dụng các đơn vị tấn công trên xe bọc thép. Lãnh đạo cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kharkov, ông Ole Sinihubov cho biết, theo hướng Kubiang, lực lượng Nga đã thành lập các đội tấn công từ số tân binh nhập ngũ chỉ một tháng trước. Ông cũng cho biết cường độ tấn công của Nga đã giảm dần, tuy nhiên đó là do Nga bị tổn thất, muốn có thời gian để xây dựng lực lượng, chứ Nga không từ bỏ nỗ lực tấn công ở khu vực này. Trước bối cảnh cuộc giao tranh nga ukraina đang rất quyết liệt, Kiev cũng được cho là cần vũ khí mới thay thế Himars để đối đầu với Moscow. Ông Aiden Aslin là một cựu thủy quân lục chiến người Anh đã chiến đấu cho Ukraine và bị lực lượng thần Nga bắt giữ mới đây tuyên bố. Ukraine cần vũ khí tầm xa hơn để tăng cường khả năng phản công khi Nga đã thích nghi với siêu pháo HIMARS. Theo ông Aslin, Nga đã điều chỉnh chiến lược nhằm đối phó với HIMARS. Theo đó, lực lượng Ukraine hiện cần nhiều tên lửa hành trình tầm xa hơn để có thể nhằm tới các căn cứ và kho tiếp tế của Nga. Ông Aslin nhấn mạnh, hiện nay sau hơn 18 tháng cuộc chiến nổ ra, Moscow đang tích trữ vũ khí đạn dược của họ ở xa hơn ngoài tầm hoạt động của HIMARS. Ông Aslin nói, Himars đã có rất nhiều thành tích tốt trong nhiều tháng, nhưng chúng tôi hiện đang ở thời điểm mà Nga đã thích nghi với chiến lược của chúng tôi. Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng Ukraine cần nhiều tên lửa tầm xa hơn như Storm Shadow. Ukraine đã sử dụng HIMARS, hay hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ cung cấp kể từ tháng 6 năm 2022. Loại vũ khí này được các nhà phân tích và quan chức Ukraine ca ngợi vì hiệu suất của chúng trên chiến trường. Cho đến nay, Washington đã gửi 38 hệ thống HIMARS tới Ukraine và Kiev đã công bố các video cho thấy loại vũ khí này tấn công đối phương. Ngày 30 tháng 8, truyền thông Nga cho biết máy bay chiến đấu thế hệ 5 Su-57 của Nga sẽ sớm nhận được các tên lửa mới có tầm bắn lên đến 300 km. Hãng tin TASS dẫn nguồn tin từ Tổ hợp Công nghiệp Quân sự Quốc phòng Nga cho biết, trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, Su-57 giải quyết những vấn đề phức tạp, tấn công mục tiêu có giá trị cao. Hiện tại, máy bay đang được sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự ở khoảng cách lên tới 120 km, trong tương lai gần, máy bay sẽ được trang bị tên lửa tối tân, có thể tiêu diệt các mục tiêu ở phạm vi lên đến 300 km. Nguồn tin không tiết lộ bất kỳ thông tin chi tiết nào liên quan đến tên lửa mới, nhưng theo các nhà phân tích của trang tin quân sự Top khả năng cao tên lửa được nhắc tới là tên lửa không đối không tầm xa có điều khiển R-37M. Việc tích hợp tên lửa vào tổ hợp vũ khí của máy bay chiến đấu Su-57 đã được báo cáo vào năm 2018. Trước đây tên lửa R-37M chỉ được sử dụng bởi máy bay đánh chặn tầm cao MiG-31 Tên lửa đối không tầm xa R-37M còn có tên gọi khác là RVVBD, được Viện Thiết kế Vimpel phát triển và được đưa vào biên chế không quân Nga từ năm 2014. R-37M được cho là có thể theo dõi mục tiêu bằng cả radar chủ động và bán chủ động. Tên lửa có chiều dài 4,06m, đường kính 0,38m, trọng lượng phóng tên lửa là 510kg, trong đó đầu đạn mang theo nặng 60kg. Tên lửa có thể tấn công mọi mục tiêu ở độ cao từ 15m đến 25km, phạm vi đánh chặn là 300 km với tốc độ siêu thanh đạt Mach 6, tương đương 7.350 km. Su-57 là máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ 5 của Nga, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển. Điểm mạnh của Su-57 không chỉ là khả năng tàng hình mà còn là các công nghệ hàng không tiên tiến nhất của Nga hiện nay như radar mảng định pha chủ động EASA, hệ thống hỗ trợ phi công (EPILOT), cũng như hàng loạt cảm biến và vũ khí hàng không hiện đại. Su-57 có tốc độ tối đa 2.600 km h trần bay 20 km, tải trọng vũ khí tối đa của Su-57 lên tới khoảng 14-16 tấn. Tiêm kích này có 12 điểm treo vũ khí, một số giá treo có thể gắn vũ khí có trọng lượng tối đa 1,5 tấn mỗi quả. Hôm 30 tháng 8, một nhóm sĩ quan cấp cao ở Gabon đã tuyên bố nắm quyền sau khi cơ quan bầu cử của quốc gia sau dầu mỏ này. Thông báo Tổng thống Ali Bongo Ondrimba tại đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Nhóm này cho biết Kết quả bầu cử đã bị hủy bỏ, mọi biên giới đều bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới và các cơ quan nhà nước bị giải thể. Theo Reuters, nếu phe đảo chính Gabon thành công lần này, đây có thể là cuộc chính biến thứ 8 ở Tây và Trung Phi kể từ năm 2020. Các cuộc đảo chính ở Mali, Guinea, Burkina Faso, Sát và gần đây nhất là ở Niger đã làm suy yếu tiến bộ dân chủ ở khu vực này trong những năm qua. Nhà phân tích an ninh tại Tổ chức Tư vấn An ninh Afri-Politica tại Nigeria Ông Ovikwe Ewegu nhận định sự kiện ở Gabon không thấy những cuộc đảo chính từng thấy ở Tây Phi. Tình hình ở Gabon chuyển biến bất ngờ, nhưng ở một mức độ nào đó lại không thực sự đáng ngạc nhiên. Nhìn lại cuộc bầu cử năm 2016, sau khi kết quả của ông Ali Bongo tái đắc cử được công bố, các cuộc biểu tình lớn đã nổ ra ở thủ đô. Theo ông Ewegu đến năm 2019, phe đảo chính cáo buộc có điều bất thường trong cuộc bầu cử và cho rằng kết quả không đại diện cho ý chí người dân cuộc đảo chính khi đó nhanh chóng bị dập tắt. Ông Weku cho rằng, trong khi những cuộc đảo chính khác thiên về an ninh và quản trị, thì đảo chính ở Gabon đặc biệt liên quan đến tiến trình bầu cử. Phản ứng sau cuộc binh biến ở Gabon, Thủ tướng Pháp Elisabeth Bon cho biết Paris đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Trong khi đó, Trung Quốc kêu gọi các bên ở Gabon bảo đảm an toàn cho Tổng thống Ali Bongo Ondimba, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định quốc gia, hành động dựa trên lợi ích cơ bản của đất nước và người dân. Ngày 30 tháng 8, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU về chính sách an ninh và đối ngoại, Joseph Borrell thông báo, các bộ trưởng quốc phòng của khối này sẽ thảo luận về tình hình tại Cà Bồng. Trong một cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên EU diễn ra tại thành phố Toledo, Tây Ban Nha, ông Borrell nói, nếu việc này được xác nhận thì đây sẽ là một cuộc đảo chính quân sự khác làm tăng bất ổn trong toàn khu vực. Ông Borrell nhấn mạnh toàn bộ khu vực bắt đầu từ cộng hòa trung phi sau đó là mali rồi tới burkina faso bây giờ là niger và có thể thêm gabon đang ở trong tình thế khó khăn và chắc chắn các bộ trưởng phải suy nghĩ sâu sắc về những gì đang xảy ra ở đây và chúng ta có thể làm gì để cải thiện chính sách của mình đối với các quốc gia này đại diện cấp cao của eu về chính sách an ninh và đối ngoại lưu ý đây là một vấn đề lớn đối với châu âu gabon nơi từng là thuộc địa của pháp duy trì mối quan hệ kinh tế và ngoại giao chặt chẽ với Paris. Theo tờ Financial Times, Gabon là thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, sản xuất khoảng 200.000 thùng mỗi ngày, tương đương 0,2% nguồn cung toàn cầu. Nước này cũng xuất khẩu gỗ, mangan và uranium. Mặc dù Gabon là một trong những nhà sản xuất dầu nhỏ nhất trong OPEC, nhưng bất kỳ nguồn cơ giảm thêm nguồn cung nào cũng khiến thị trường dầu quốc tế biến động. Điều này một phần là do việc cắt giảm sản lượng trước đó của liên minh giữa OPEC và các nước sản xuất bên ngoài gọi tắt là OPEC+. Theo trang phân tích GIS Report, việc châu Âu muốn thoát phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga đã mang đến cơ hội cho các nhà sản xuất khí đốt của châu Phi. Hiện nay, châu Phi chiếm khoảng 20% lượng khí đốt nhập khẩu của châu Âu và tỷ lệ này có thể tăng lên. Tuy nhiên, theo Euronews, Nga cũng tận dụng các mối quan hệ ở châu Phi để giành chỗ đứng. Hiện Nga đã trở thành nhà cung cấp thực phẩm đáng tin cậy cho châu lục này. Ngày 30 tháng 8, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đăng đoạn video cho thấy ông đang ăn món cá an toàn và ngon miệng từ Fukushima nhằm chấn an người dân trong bối cảnh có những lo ngại và căng thẳng vì việc xả nước nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh này ra Thái Bình Dương. Đoạn video quay cảnh Thủ tướng Kishida ăn cá Fukushima được văn phòng của ông đăng trên mạng xã hội. Theo đó, ông Kishida vừa nói món này rất ngon, vừa nhai một lát sashimi cá bơn, đồng thời kêu gọi mọi người thưởng thức hải sản an toàn và ngon miệng để ủng hộ khu vực Đông Bắc. Đoạn clip được trên nhạc điệu vui vẻ cho thấy nhà lãnh đạo cùng với ba bộ trưởng khác dùng bữa với sashimi, thịt lợn, trái cây, cơm và rau từ vùng Fukushima. Video được thiết kế để quảng bá các sản phẩm từ khu vực này sau 12 năm Fukushima bị tàn phá bởi trận động đất và sóng thần khủng khiếp, gây ra một trong những thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới. Kể cả những người trong ngành đánh cá Nhật Bản cũng lo lắng về sản nước sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng thủy sản ở trong và ngoài nước. Ông Kishida dự kiến đến thăm chợ cá Toyosu chính của Tokyo vào ngày 31 tháng 8 để nếm thử thêm cá Fukushima nhằm thể hiện sự ủng hộ với Nhật Bản. Trước đó, đại sứ Mỹ tại Nhật Bản, Ram Emanuel cũng đã tuyên bố sẽ đến thăm thành phố Soma, tỉnh Fukushima vào cuối tháng 9 để ăn cá được đánh bắt trong vùng biển ngoài khơi khu vực này, nhằm thể hiện sự ủng hộ với quyết định xả nước thải hạt nhân ra biển của Tokyo. Trước đó, hôm 24 tháng 8, Nhật Bản bắt đầu xả nước đã qua xử lý vào Thái Bình Dương từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Động thái này vấp phải sự phản đối của người dân Nhật Bản và cả Trung Quốc. Lo ngại về việc biển nhiễm phóng xạ, Trung Quốc đã ngưng nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản. Phía Tokyo phản đối việc này, cho rằng Trung Quốc đã đánh giá tình hình và hành động không dựa trên cơ sở khoa học. Hôm 28 tháng 8, các quan chức Nhật cũng đề cập tới khả năng kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Nhật khẳng định Hầu hết hạt nhân phóng xạ đều được, được khử trong quá trình lọc nước trước lúc xả ra ngoài, ngoại trừ cesium. Tuy nhiên theo lời các nhà phân tích, cesium được biết ít gây hại cho sức khỏe con người như các loại hạt nhân khác. Ví dụ cesium và strontium, họ cho rằng cesium có bức xạ yếu và không tích tụ trong cơ thể. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA từng nói phương pháp xả nước thải của Nhật Bản phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn trên toàn cầu và sẽ có tác động phóng xạ không đáng kể đối với con người và môi trường. Năm 2011, Nhật Bản đã hứng chịu thảm họa động đất và sóng thần, khiến nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị ảnh hưởng và phát tán phóng xạ ra môi trường. Đơn vị vận hành nhà máy, TEPCO phải xử lý khoảng 1.000 bể thép chứa, 1,34 triệu tấn nước ô nhiễm dùng để làm mát là phản ứng. Khi không còn đất xây bể chứa và cần giải phóng không gian, giới chức Nhật Bản tới năm 2021 bắt đầu lên kế hoạch xả dần nước thải qua xử lý xuống biển. Nước thải này được lọc, pha loãng triệt để loại bỏ các đồng vị phóng xạ ngoại trừ chitium, một trong hai đồng vị phóng xạ của hydro. Nhật Bản quy định giới hạn nồng độ chitium trong nước thải là 1.500 becquerel trên 1 lít, thấp hơn 7 lần so với mức khuyến cáo của WHO là 10.000 becquerel trên 1 lít đối với nước uống. Tokyo và IAEA cho biết nước sẽ được thải từ từ trong nhiều thập kỷ. Với kế hoạch xả 31.200 tấn nước thải ra biển trong năm tài khoá 2023, lượng tritium giải phóng ra biển sẽ vào khoảng 5.000 tỷ Becquerel. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine GUR mới đây chia sẻ một video nghi một vụ nổ gần làng Nipka thuộc bán đảo Takhankut. Ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, sau đó cho biết vụ nổ đã xóa sổ hệ thống phòng không S-400 của Nga. Theo tình báo Ukraine, toàn bộ hệ thống phòng không tối tân của Nga đã bị phá hủy cùng với toàn bộ nhân sự vận hành. Tuy nhiên, tiết lộ bất ngờ nhất của ông Danilov với đài phát thanh Ukraine là hệ thống phòng không S-400 của Nga đã bị tên lửa mới cây nhà lá vườn của Ukraine tiêu diệt. Theo thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, cuộc tấn công vào mũi phía tây bắc của Crimea do Nga kiểm soát được thực hiện bởi tên lửa mới hoàn toàn hiện đại do Ukraine sản xuất và nó đã tiêu diệt dòng lửa S-400 của Nga một cách hoàn hảo. Hệ thống phòng không S-400 bị tiêu diệt có thể tấn công các mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển. Đặc biệt, S-400 đồng thời có khả năng tấn công các mục tiêu trên không cách xa tới 350 km. Ngoài việc phát triển các loại tên lửa của riêng mình, Ukraine hiện đang dựa phần lớn vào các loại tên lửa của phương Tây như Storm Shadow và HIMARS. Bên cạnh đó, Ukraine cũng cải tiến hệ thống tên lửa phòng không S-200 thành vũ khí tấn công. Trước đó, suy đoán ban đầu là quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh hoặc Pháp cung cấp với độ chính xác cao để săn bằng căn cứ của Nga ở Crimea, từ đó tiêu diệt hệ thống F-400. Nhưng ông Danilov đã phủ nhận suy đoán này và nhấn mạnh Ukraine đã sử dụng một trong những tên lửa mới nội địa của họ. Ông Danilov không tiết lộ chi tiết về tên lửa này, nhưng nhiều người nghi ngờ rằng tên lửa chống hạm Neptune bay thấp cận âm loại tên lửa đã đánh chìm xoáy hạm Moscow của hạm đội Biển Đen của Nga vào năm ngoái đã được điều chỉnh để tiêu diệt thành công dòng lửa S-400. Thế nhưng, bất chấp sự phát triển tên lửa nội địa Ukraine, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine mới đây cho biết, ngày càng khó đánh chặn tên lửa của Nga do các tên lửa này có khả năng đổi hướng chỉ trong vài giây và nhờ đó trở nên tăng hình trước lực lượng phòng không của Ukraine. Phát ngôn viên Yuri Ignat nói, quân đội Nga đang sử dụng các chiến thuật tinh vi hơn lên kế hoạch tấn công lập trình đường đi của tên lửa để vượt qua phòng không một cách hiệu quả nhất và lợi dụng các điểm yếu. Ông Ignat cho biết các tên lửa liên tục thay đổi hướng đi, nhanh tới mức binh sĩ không quân Ukraine chưa kịp ghi chú quá ba từ để mô tả quỹ đạo tên lửa thì hướng đi đã lại tiếp tục thay đổi và lặp lại nhiều lần như vậy. Trong một trường hợp, các tên lửa Nga thậm chí đã bay đến vùng Lviv ở phía tây Ukraine trước khi quay lại để tấn công một sân bay quân sự ở vùng Khmernitsky ở miền trung nước này, ông Ignat cho biết thêm tên lửa của nga có thể biến mất khỏi radar và trở nên vô hình đối với các thiết bị định vị vô tuyến trong một khoảng thời gian nhất định. Theo người phát ngôn không quân Ukraine, các máy bay không người lái của nga hiện cũng di chuyển vòng tròn để khiến lực lượng phòng không Ukraine mất dấu chúng. Bộ trưởng quốc phòng Hungary Christoph Szalay Bobrovnicki cho biết Hungary đã từ chối thảo luận về việc EU viện trợ quân sự cho Ukraine. Ngày 30 tháng 8, sau cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng EU ở Tây Ban Nha, Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Christoph Stalay Bobrov nói Ukraine đã liệt ngân hàng lớn nhất Hungary, OTP và danh sách các nhà tài trợ quốc tế. Tôi đã giải thích rằng điều này là không thể chấp nhận được. Chừng nào OTP chưa được đưa ra khỏi danh sách này, chúng tôi sẽ không tiếp tục đàm phán về tài chính viện trợ quân sự cho Ukraine. Trả lời báo chí sau cuộc họp này, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, Ông Joseph Borrell cho biết EU có kế hoạch thành lập một quỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong giai đoạn 2024-2027. Quỹ này có thể chi 5 tỷ euro mỗi năm. Theo ông Joseph Borrell, các quốc gia EU nên nâng cao mục tiêu cho sứ mệnh huấn luyện quân đội Ukraine. Vị này cũng cho rằng các quốc gia thành viên EU cần đào tạo thêm 10.000 lính nghĩa vụ Ukraine vào cuối năm nay. Mỹ và các đồng minh đã đổ vũ khí, thiết bị và đạn dược trị giá hơn 100 tỷ đô la Mỹ vào Ukraine kể từ khi chiến sự với Nga leo thang vào tháng 2 năm 2022 đồng thời khẳng định không phải là một bên trong cuộc xung đột. Trước đó, ngày 29 tháng 8, Sputnik đưa tin Mỹ công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine bao gồm tên lửa không đối không AIM-9M, đạn cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, thiết bị giả phá bom mìn, tên lửa chống tăng Javelin và các loại vũ khí chống tăng khác, 3 triệu viên đạn vũ khí nhỏ cũng như các vật dụng khác. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 29 tháng 8 khẳng định Mỹ và các đồng minh sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến chừng nào còn cần thiết. Nga cho rằng việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev chỉ làm gia tăng các hành động thù địch và khiến các nước phương Tây hậu thuẫn can dự sâu hơn vào cuộc xung đột, không thay đổi được cục diện chiến sự. Hôm 30 tháng 8, European Pravda đưa tin cho biết Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhnyi đã công bố cuộc trò chuyện với tướng Fleming Landfer, tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Đan Mạch. Ông Jalusny lưu ý trọng tâm cuộc trò chuyện của ông với người đồng cấp Đan Mạch là việc đào tạo liên tục các phi công và kỹ sư Ukraine về máy bay F-16 ở Đan Mạch. Ông Jalusny nói thêm, tướng Lenfer nói rằng một số phi công của chúng tôi đã hoàn thành công tác chuẩn bị và có thể bắt đầu huấn luyện bay. Các bên cũng nhất trí bắt đầu thực hiện công tác hậu cần để đảm bảo việc bảo trì và sửa chữa máy bay F-16 ở Ukraine. Tướng Jalusny nói, tôi cảm ơn người dân và chính phủ Đan Mạch vì quyết định chuyển 19 máy bay F-16 cho Ukraine và sự hỗ trợ toàn diện của họ trong cuộc xung đột. Phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat cho biết, 60 máy bay chiến đấu F-16 là đủ để Kiev hoàn thành nhiệm vụ. Hãng tin Ria Novosti dẫn lời ông Inat nói hôm 30 tháng 8, giả sử có 60 máy bay chiến đấu F-16, chúng được phân tách trên các sân bay khác nhau, những chiến đấu cơ sẽ nhanh chóng cất cánh và phá hủy mục tiêu của đối phương. Tôi nghĩ như vậy là đủ cho những nhiệm vụ của chúng tôi. Trước đó, Mỹ đã chấp nhận chuyển giao các máy bay chiến đấu F-16 từ Đan Mạch và Hà Lan cho Kiev ngay sau khi khóa huấn luyện phi công Ukraine lái loại máy bay này hoàn tất. Lầu Năm Góc lưu ý, Ukraine cần phải đáp ứng một số tiêu chí trước khi Mỹ có thể chuyển giao loại máy bay chiến đấu trên. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho hay, Mỹ tiếp tục không khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho các cuộc tấn công của Ukraine trên lãnh thổ Nga. Trong khi đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Garen từ chối bình luận về các cuộc tấn công mới nhất bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga khi được yêu cầu bình luận về việc Ukraine tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Nga và liệu Washington có ủng hộ những hành động như vậy hay không, ông Gan nói. Ukraine chịu trách nhiệm về các hoạt động đó, vì vậy tôi chuyển câu hỏi của các bạn đến Kiev để biết thông tin về các cuộc tấn công này. Theo truyền thông Nga, sau khu vực của nước này, trong đó có cả thủ đô Moscow đã bị tấn công vào sáng sớm 30 tháng 8. Giới chức Nga chưa báo cáo về thương vong và tuyên bố đã ngăn chặn gần như toàn bộ các cuộc tấn công. Trong một diễn biến khác, Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho rằng Ukraine đang đạt được tiến bộ dần dần trong cuộc phản công và nói thêm Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí. Theo Lầu Năm Góc, quân đội Ukraine đang sử dụng hệ thống tên lửa Mỹ có tên Vampire để đối phó với máy bay không người lái của Nga. Văn phòng mua sắm của Lầu Năm Góc cho biết hệ thống tên lửa Mỹ có tên Vampire do L3 Harris sản xuất. Vũ khí này được gắn trên xe tải và cho phép Ukraine đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Nga. Lầu Năm Góc cho biết, các hệ thống Vampire bắt đầu đã được chuyển giao và đưa vào vận hành bởi lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, thời gian giao hàng tiếp theo vẫn chưa được công bố. Theo Lầu Năm Góc, 4 trong số 14 hệ thống đầu tiên được ký hợp đồng vào tháng 1 theo hợp đồng trị giá 40 triệu đô la Mỹ đã đến Ukraine vào giữa năm nay. Số còn lại sẽ đến vào cuối năm nay. Việc viện trợ Vampire cho Ukraine được Mỹ công bố vào tháng 8 năm 2022. L3 Harris sau đó xác nhận họ đã nhận được hợp đồng trị giá 40 triệu đô la Mỹ của Lầu Năm Góc để cung cấp 4 hệ thống vào giữa năm 2023 và 10 hệ thống khác vào cuối năm này. Mỹ và đồng minh liên tục cung cấp cho Ukraine khả năng phòng thủ khi Nga đã sử dụng máy bay không người lái, trong đó có cả shahed 136 do Iran sản xuất, tham gia vào các hoạt động quân sự ở Ukraine. Vampire là tên viết tắt của tổ hợp tên lửa ISR mô bất khả chi trên xe cơ giới. Đây là thiết bị di động có thể được lắp đặt trên hầu hết các phương tiện có khoang chở hàng, đều phóng hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác tiên tiến apk APKWS hoặc các loại đạn dẫn đường bằng laser khác. Hệ thống này có một bệ phóng tên lửa 4 nòng nhỏ và một quả cầu cảm biến có thể được lắp đặt trên xe cơ giới trong 2 giờ đồng hồ. Quá trình vận hành chỉ cần một người, Vampire được cho là rất hiệu quả trong việc tấn công các mục tiêu trên mặt đất hoặc trên không. Theo Defense News, tại Ukraine, hệ thống này có khả năng hoạt động như một phương tiện hữu ích chống lại máy bay không người lái. Le Harris cho biết, Benpai có thể điều chỉnh theo các cảm biến và vũ khí khác nhau. Tuy nhiên không rõ là Harris cung cấp cho Kiev biến thể Benpai nào. Phát biểu với báo chí, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề chính sách Colin Carr cho biết, bản thân Benpai là một loại vũ khí chống các phương tiện không người lái. Đây là hệ thống động học sử dụng các tên lửa nhỏ để bắn giữ UAV trên bầu trời. Việc sử dụng Vampire sẽ giúp Ukraine tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm và khóa mục tiêu, bổ sung thêm một lựa chọn mới về vũ khí cơ động cao, có thể triển khai nhanh chóng trên tiền tuyến. Người phát ngôn của công ty Laba Harris, ông Paul Sergeyagos cho biết, Ngay từ đầu cuộc xung đột, hệ thống truyền dẫn thông tin vệ tinh toàn cầu SATCOM của chúng tôi đã cho phép các binh sĩ Ukraine tiếp cận các thông tin liên lạc quan trọng. Khả năng nhìn ba đêm và điện quang của chúng tôi cho phép quân đội Ukraine theo dõi các lực lượng đối phương cũng như lập kế hoạch tốt hơn cho các chiến lược và chiến thuật. Hệ thống Vampire của chúng tôi sẽ cung cấp cho các lực lượng vũ trang Ukraine khả năng mạnh mẽ hơn khi họ tiếp tục bảo vệ đất nước. Chúng tôi sẽ kiên định ủng trợ sứ mệnh này của họ. Vampire là hệ thống có giá thành phải chăng, dễ sử dụng và lắp ráp hơn so với các thiết bị chống máy bay người khác, được cho là sẽ đáp ứng nhu cầu tiếp tế vũ khí lâu dài của Ukraine. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã chứng kiến tần suất sử dụng máy bay không người lái cao chưa từng có trong lịch sử giao tranh. Cả Nga và Ukraine đều đang phụ thuộc rất lớn vào các thiết bị bay không người lái trong việc xác định chính xác của đối phương, vị trí và dẫn đường cho các cuộc tấn công pháo bình. Không chỉ muốn sở hữu những mẫu máy bay không người lái tối tân nhất, hai bên đang nỗ lực chuyển đổi những máy bay không người lái dân dụng thành phương tiện chiến đấu tốt hơn. Ukraine đã kêu gọi sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ Mỹ và Anh khi cả hai quốc gia đều cam kết cung cấp cho nước này những máy bay không người lái mới và công nghệ chống máy bay không người lái cho Kiev trong cuộc xung đột ngày 24 tháng 8, ngày độc lập của Ukraine. Ông Colin Carr cho biết, chúng tôi đang cân nhắc kỹ lưỡng những hệ thống mà chúng tôi cho là phù hợp nhất với Ukraine. Điều quan trọng hơn là liệu họ có thể duy trì các hệ thống đó cũng như có đủ nguồn lực hay không. Còn Nga đã tìm đến Iran để duy trì nguồn cung cấp máy bay không người lái. Iran được cho quốc gia có nhiều kinh nghiệm chế tạo và vận máy bay không người lái tăng hình hiệu suất cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Nếu Tehran chuyển giao những máy bay này cùng các khóa đào tạo đi kèm cho Nga thì Moscow nhiều khả năng sẽ gia tăng lợi thế trên chiến trường. Việc sử dụng rộng rãi và sáng tạo UAV trong cuộc chiến Nga-Ukraine cũng như cuộc chiến Nagorno-Karabakh năm 2020 đã đánh dấu sự thay đổi lớn về nhu cầu đối với phương tiện này. Khi công nghệ đạt được những bước tiến mới, UAV sẽ trở nên mạnh mẽ, hiệu quả, nhỏ gọn hơn trong khi có giá thành rẻ hơn, có thể được các nhà khai thác sử dụng để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Chi phí cho mỗi máy bay không người lái quân sự đã giảm đáng kể trong 5 năm qua. Do UAV được sử dụng khá rộng rãi trên chiến trường, nên việc tìm kiếm các biện pháp đối phó để chống lại mối đe dọa mà chúng gây ra đang trở thành vấn đề cấp thiết. Nhiều quan chức Mỹ hy vọng những hệ thống như Vampire sẽ có cơ hội chứng minh sức mạnh và hiệu quả khi đối đầu với UAV của Nga. G20 là nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới, chiếm hơn 90% tổng quy mô kinh tế toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh G20 là nơi các lãnh đạo thảo luận những vấn đề kinh tế quan trọng, thúc đẩy các chính sách liên quan đến việc ổn định tình hình tài chính quốc tế cũng như định hướng phát triển cho nền kinh tế thế giới. Ấn Độ là nước chủ tịch G20 năm nay. Ông Putin đã dự hội nghị G20 năm 2020 và 2021 bằng hình thức trực tuyến do COVID-19. Ông không dự hội nghị thượng đỉnh G20 năm ngoái ở Bali, Indonesia, nơi lãnh đạo các nền kinh tế chỉ trích Nga về chiến sự ở Ukraine. Và năm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ từ ngày 9 tháng 9 đến 10 tháng 9. Bà Zakharova nói với các phóng viên, Ngoại trưởng Lavrov sẽ dẫn đầu phái đoàn theo sự phân công của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc họp của nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ là sự kiện mới nhất mà Nga cử đại diện cấp cao tham dự. Đầu tháng 8, Moscow cũng cho biết ông Lavrov sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tại tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng trong tháng 9. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuần trước cho biết, Tổng thống Putin không có kế hoạch dự hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới. Ông Peskov cũng không nói rõ nhà lãnh đạo Nga có tham dự các cuộc họp lãnh đạo G20 theo hình thức trực tuyến hay không. Năm ngoái, Tổng thống Putin cũng bỏ qua hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại Indonesia. Sự kiện này được đặc trưng bởi những nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm lên án và cô lập Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Vào thời điểm đó, truyền thông phương Tây đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã vạch ra một kế hoạch dự phòng đặc biệt để ngăn ông vào cùng phòng với Putin nếu Tổng thống Nga trực tiếp tham dự sự kiện. Sau thượng đỉnh tại Nam Phi, khối BRIC được cộng gộp thêm đáng kể sức mạnh. Nhưng cuối cùng, sức mạnh mềm của BRIC mở rộng không chỉ là phép tính cộng cơ học. Sở dĩ phải đặt câu hỏi này là bởi Trung Quốc đang dẫn dắt khối BRIC trên lộ trình tách rời và đối đầu với Mỹ và phương Tây. Dù không có quan chức nào của khối thừa nhận điều này, nhưng chỉ mỗi mục đích tạo ra đồng tiền chung BRIC, bài trừ đô la Mỹ cũng đã gieo vào người Mỹ suy nghĩ đối kháng. Giáo sư tại Đại học Toàn cầu an Ấn Độ, ông Pankaj Jha phát biểu rằng BRIC là một cấu trúc hợp tác toàn diện, có thể thúc đẩy chương trình nghị sự toàn cầu, nhưng cũng nên bắt buộc các quốc gia thành viên phải chấp nhận chương trình nghị sự thông qua thảo luận, thay vì để một quốc gia nào hoàn toàn thống trị chương trình nghị sự của BRIC. Số chuỗi các động thái gần đây của Trung Quốc càng thấy rõ, cương quốc châu Á muốn tạo ra bước ngoặt quyết định, đặc biệt là từ khi ông Vương Nghị và ông Dương Khiết Trì lớn tiếng chỉ trích Mỹ tại hội nghị Alaska vào tháng 3 năm 2021, đúng vào dịp tròn 120 năm ngày ký Hiệp ước tần Hợi 1901 nỗi căm hờn mà người Trung Quốc không bao giờ quên. Vậy nhưng, bất luận kết quả thế nào thì BRICS đều vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ Mỹ và phương Tây, một cuộc đấu có ý nghĩa minh định bên nào nắm quyền dẫn dắt thế giới. Do vậy, các bên sẽ tăng cường thua vén quyền lực, tận dụng tối đa cơ hội để lôi kéo đồng minh. Trước mắt là chạy đua công nghệ 4.0, không lại trừ cạnh tranh vũ trang có thể nói trung quốc đặt niềm tin rất lớn ở brick nơi có thể giúp họ huy động thêm sức mạnh có thêm nhiều người chơi cho bộ luật toàn cầu mà rồi đây họ sẽ chỉnh làng sớm hay muộn do vậy brick mở rộng chỉ có ý nghĩa khi nó có quyền phát ra tiếng nói đối trọng nếu không mọi thứ là vô nghĩa dĩ nhiên tiếng nói đủ trọng lượng trên trường quốc tế luôn luôn được đảm bảo bởi một hệ thống kinh tế hùng mạnh nằm bí quyết công nghệ tiên tiến làm chủ dòng thương mại tài chính tiền tệ đủ sức khuất phục phần còn lại của thế giới vậy brics mở rộng đang có được những gì kết nạp thêm 6 thành viên mới, khối BRICS sẽ tăng ảnh hưởng trên thị trường dầu mỏ. Trước hội nghị thượng đỉnh, các thành viên ban đầu chiếm khoảng 20% sản lượng toàn cầu. Việc bổ sung Ả Rập Xê Út, UAE và Iran giúp thị phần của BRICS tăng gấp đôi lên khoảng 42% lượng dầu thô toàn cầu nếu xét trong năm 2022. Từ đây sẽ thổi bùng đối đầu với Mỹ và châu Âu. Phương Tây sẽ dựa vào cam kết COP26 để thúc đẩy cắt giảm sử dụng năng lượng hóa thạch, làm giảm vai trò của dầu mỏ. Như vậy, thế giới phân định rõ hai trường phái trong chiến lược sử dụng năng lượng. Thị phần thương mại khối BRIC mở rộng tăng thêm 16%, chiếm sắp xỉ 40% toàn cầu. Mỹ đang đối phó bằng cách rời chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc, tước vào quyền lực công xưởng thế giới, trực tiếp làm giảm kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế số 2 thế giới. Ngoại trừ Trung Quốc, BRIC không có ưu thế về công nghệ bán dẫn, chế tạo thiết bị tinh vi. Người Mỹ biết rõ nhược điểm này nên đã phát động chiến tranh công nghệ từ năm 2019, kịp thời ngăn cản công ty Trung Quốc tiếp cận công nghệ tối tân. Trong khi đó, Mỹ coi ý tưởng về đồng tiền chung của BRICS là một giấc mơ viển vông. Paul O'Neill, cựu bộ trưởng tài chính Mỹ gần đây đã nói rằng, ý tưởng thay thế đồng USD là điều không tưởng, bởi lẽ khoảng 90% giao dịch quốc tế được thực hiện bằng USD. Đồng USD chiếm khoảng 60% dự trữ ngoại hối toàn cầu. Giảm sự phụ thuộc vào đồng USD không chỉ có ý nghĩa là một sự thay đổi kinh tế. Theo một số nguồn tin, dự trữ ngoại tệ của Nga, trong đó có khoảng 300 tỷ USD hiện đang bị giữ ở các nước phương Tây sau khi xung đột với Ukraine bùng phát. Thay đổi đồng tiền dự trữ cũng được cho là sẽ thay đổi điều kiện của các cuộc chiến tranh kinh tế và sự thống trị của các nước phương Tây trong lĩnh vực này. Trung Quốc, nền kinh tế hùng mạnh nhất trong nhóm, cũng được cho là nước ủng hộ mạnh mẽ nhất cho ý tưởng về một đồng tiền chung. Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mathastayo cho rằng thế giới hiện dành sự quan tâm, chú ý đến BRICS vì khối này đang đi đầu trong các cuộc thảo luận mang tính toàn cầu nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Ông Paul Mathastayo nói, Chúng tôi không ở đây để cạnh tranh với phương Tây, chúng tôi muốn không gian của mình trong kinh doanh toàn cầu. Chính giới chức Mỹ rất hiếm khi bình luận về đồng tiền chung BRICS, nhưng chắc chắn rằng, nhóm tài phiệt hàng đầu ẩn sau lưng cục dự trữ Liên bang Mỹ FED là thế lực bí ẩn được cho là đang thao túng kinh tế thế giới nhiều thế kỷ. Chính lực lượng này mới có thể ra tay với đồng tiền chung BRICS chứ không phải là chính trị gia trong Nhà Trắng. EU đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với việc nhập khẩu dầu và than của Nga sau khi nước này thực hiện chế dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Khối này cũng cấm các thực thể Nga lưu trữ khí đốt trong khối và chặn hầu hết các khoản đầu tư mới vào lĩnh vực năng lượng của Nga. Thế nhưng, bất chấp nỗ lực cắt giảm nguồn cung của khối Liên minh châu Âu, khí tự nhiên hóa lỏng mà khối này nhập từ Nga đã tăng 40%. Theo số liệu phân tích của Kepler, công ty chuyên theo dõi lưu lượng hàng hải và tàu chở dầu, các quốc gia thành viên EU đã nhập khẩu hơn một nửa lượng LNG của Nga trên thị trường trong 7 tháng đầu năm nay trong đó Tây Ban Nha, bị cửa ngõ chính cung cấp LNG cho khối, đã trở thành khách hàng mua LNG lớn thứ hai và thứ ba của Nga chỉ sau Trung Quốc. Nhà vận động cấp cao về nhiên liệu hóa thạch của Tổ chức Chống Tham Nhũng Global Greenness, ông Jonathan Koronhagan cho biết, các nước EU đang mua phần lớn nguồn cung LNG của Nga trở thành một trong những nguồn thu quan trọng nhất của Điện Kremlin. Trong khi EU đang nỗ lực cắt giảm nguồn cung khí đốt từ Nga nhằm đáp trả chiến dịch quân sự tại Ukraine. Dòng khí đốt của Nga trải qua đường ống dẫn châu Âu đã giảm xuống mức thấp lịch sử thì để lấp đầy kho dự trữ các lô hàng LNG từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả Nga đã tăng mạnh và không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt của EU. Global Guinness cho biết, từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, các nước EU đã mua 22 triệu mét khối LNG của Nga, tăng đáng kể so với 13 triệu mét khối trong cùng kỳ 2021. Ông Noron Hagan nói, mua khí đốt của Nga có tác động tương tự như mua dầu của Nga. Cả hai đều giúp tăng doanh thu cho Moscow. Dù lên án cuộc xung đột, các nước châu Âu lại đang rót tiền vào túi Nga. Tây Ban Nha và Bỉ cho biết những con số này không phản ánh sức mua trong nước. Trên thực tế, các cảng của họ là cửa ngõ chính để cung cấp LNG cho các quốc gia khác trong khối. Hồi tháng 1, Đức tuyên bố nước này không còn phụ thuộc vào năng lượng Nga vì đã đảm bảo được nguồn cung từ các nhà cung cấp khác trên toàn cầu, bao gồm cả Mỹ và Na Uy. Tây Ban Nha cho hay, tình hình hiện tại cho thấy EU cần có hành động thống nhất nhằm giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Họ cũng cho biết tình trạng nhập khẩu LNG từ Nga gia tăng có lẽ là do các thương nhân lưu trữ tại các cơ sở của Tây Ban Nha và Bỉ, các cảng Zeburaguay và Angol của Bỉ đóng vai trò là cửa ngõ tới 18 thị trường, bao gồm cả Pháp và Đức nơi phần lớn LNG được xuất khẩu sang các nước láng giềng. Theo dữ liệu của chính phủ, chỉ có 2,8% lượng khí đốt tiêu thụ ở Bỉ là từ Nga. Trong cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022, Bỉ cũng đã xuất khẩu toàn bộ trữ lượng khí đốt của nước này sang các nước láng giềng. Các nhà quan sát cho rằng chính phủ Bỉ đã cân nhắc hành động pháp lý để ngăn nguồn cung từ Nga. Song những hạn chế đó đã biến mất khi hai cảng của Bỉ vẫn cung cấp các lô hàng tới 6 kho lưu trữ khí đốt của các nước láng giềng trong một ngày theo một số chuyên gia việc áp đặt các biện pháp trừng phạt lên toàn eu sẽ là cách hiệu quả nhất để hạn chế nguồn cung của nga nguồn tin tây ban nha nhận định rằng hạn chế nhập khẩu lng từ nga chỉ có thể thực hiện được nếu có thỏa thuận trước từ của châu âu cho đến khi thỏa thuận đó có hiệu lực chúng tôi đã yêu cầu các nhà khai thác không gia hạn hợp đồng mua lng với nga các nhà khai thác truyền thống lớn đã nói với người tây ban nha rằng họ không tăng cường hay gia hạn các thỏa thuận. Nếu đúng như vậy, rất có thể điều đang xảy ra là các thương nhân khác đã quyết định lưu trữ LNG ở EU để thuận tiện cho họ, chủ yếu ở Bỉ và Tây Ban Nha, nhờ cơ sở hạ tầng tái hóa khí và dỡ hàng thuận tiện tại các cảng này, nguồn tin cho biết. Hồi tháng 3, EU đã kêu gọi các nước thành viên và công ty tư nhân ngừng nhập khẩu khí đốt từ Nga. Ủy viên năng lượng của khối, ông Kari Simpson cho biết, tôi nghĩ chúng ta có thể và nên loại bỏ hoàn toàn khí đốt của Nga càng sớm càng tốt. Ukraine và Nga đã dành nhiều tháng để chuẩn bị cho cuộc chiến dọc theo một chiến tuyến rộng lớn. Song trước những thất bại trong các cuộc giao tranh, các nước phương Tây đã ngày càng tỏ ra thất vọng và bi quan về kết quả cuộc chiến cũng như nghi ngờ về năng lực, chiến thuật của lực lượng Ukraine. Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter bình luận, gần đây lực lượng vũ trang Ukraine đã bị các đối tác quân sự phương Tây chỉ trích vì thực hiện cuộc phản trạch khỏi lý thuyết của xung đột vũ trang kết hợp. Theo các tuyên bố trên phương tiện truyền thông, được cho là của các sĩ quan quân đội Mỹ và NATO từng tham gia huấn luyện lực lượng Ukraine. Quân đội Ukraine đã không thực hiện các chiến thuật mà họ đã được hướng dẫn, trong đó nhấn mạnh đến cách tiếp cận vũ khí tổng hợp sử dụng hỏa lực để trấn áp Nga. Ukraine đã chọn kế hoạch phòng thủ trong khi các đơn vị thiết giáp tiến công mạnh mẽ, tìm cách kết hợp xung kích và số lượng lớn để chọc thủng các vị trí phòng thủ để chuẩn bị sẵn. Thương vong nặng nề mà Ukraine phải gánh chịu, kết hợp với việc phản công thất bại trong việc chọc thủng ngay cả tuyến phòng thủ đầu tiên đã được chuẩn bị sẵn của Nga đã khiến quân đội ukraina phải đưa lực lượng dự bị chiến lược vào tham chiến lực lượng dự bị này bao gồm một số lực lượng được huấn luyện và trang bị tốt nhất hiện có của quân ukraina nhằm khai thác những tiến bộ đạt được từ các hoạt động tấn công ban đầu thực tế là lực lượng dự bị chiến lược phải đạt được các mục tiêu mà tất cả các đơn vị tấn công trước đó đã không hoàn thành được chỉ càng nhấn mạnh sự vô ích nỗ lực của ukraina và tính tất yếu của thất bại cuối cùng Binh sĩ Ukraine cũng thừa nhận rằng việc Nga thay đổi chiến thuật tác chiến UAV đang đặt ra thách thức lớn hơn nhiều cho Kiev. Khiến họ mất đi lợi thế ban đầu trước đối phương, Ukraine giờ đây đã mất đi đáng kể lợi thế so với Nga trong cuộc chiến, vì Moscow đã có những sự lột xác nhanh chóng trong hơn một năm qua. Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU về an ninh và chính sách đối ngoại, Joseph Borrell gần đây đã lên tiếng kêu gọi các nước thành viên nâng cao mục tiêu cho sứ mệnh trợ giúp huấn luyện quân đội Ukraine. Hôm 30 tháng 8, trong bài phát biểu trước báo giới ở Toledo, Tây Ban Nha, ông Borrell cho biết, việc EU đào tạo binh sĩ cho Kiev đã được thực hiện với tốc độ chưa từng có. Theo quan chức này, khoảng 25.000 lính Ukraine đã được phái đoàn hỗ trợ quân sự EU, EUMAM, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, và Liên minh đang trên đà đạt mục tiêu đã đề ra là giúp đào tạo 30.000 binh sĩ của Kiev vào cuối tháng 10. Đài RT dẫn lời nhà ngoại giao hàng đầu EU bày tỏ Tôi luôn nói rằng chúng tôi cần làm nhiều hơn và nhanh hơn. Ông đề nghị nâng mục tiêu của sứ mệnh lên 40.000 binh sĩ Ukraine được huấn luyện trước cuối năm nay. Ông Borrell khuyến nghị EUMAM nên tập trung vào đào tạo chuyên biệt cho các nhóm nhỏ hơn, cũng như phát triển năng lực chỉ huy. Ngoài ra, Brussels đang xem xét khả năng đưa chương trình đào tạo phi công F-16 vào dự án. Ông Borrell tiết lộ liên minh dự kiến sẽ phải chi hàng tỷ euro để đảm bảo an ninh cho Kiev trong những năm tới. Ông đồng thời nhấn mạnh nhu cầu thành lập một quỹ hỗ trợ Ukraine giai đoạn 2024-2027 với ngân sách lên tới 5 tỷ euro trên một năm nhằm đảm bảo tính bền vững của sự trợ giúp quân sự đó. Bên cạnh đó, ông Joseph Borrell cũng đã kêu gọi các quốc gia trong khối đặt mua thêm đạn dược cho Ukraine. Các số liệu cho thấy khối này có lâu mới đạt được mục tiêu đã thống nhất vào tháng 3 là cung cấp cho Kiev 1 triệu quả đạn pháo hoặc tên lửa trong vòng một năm. Các quốc gia cố gắng lấy nguồn từ kho dự trữ của họ hoặc mua hàng từ nguồn khác. Như ông Joseph Borrell cho biết, chỉ có 224.000 quả đạn và 2.300 tên lửa được chuyển giao, thậm chí chưa bằng một phần tư mục tiêu đã đặt ra. Phát biểu sau cuộc gặp với các bộ trưởng quốc phòng EU tại Tây Ban Nha, ông Borrell nói, bây giờ các quốc gia thành viên phải thông qua các mệnh lệnh cụ thể trong các thỏa thuận khung này với ngành công nghiệp quốc phòng. Số đạn còn thiếu phải được cung cấp theo kế hoạch, một chương trình mua sắm chung nhằm khuyến khích các thành viên EU đặt hàng cho Ukraine và bổ sung kho dự trữ của chính họ. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có đơn đặt hàng nào được công bố theo chương trình này. Trong một số trường hợp, lượng lượng Ukraine đã bắn tới 7.000 quả đạn pháo mỗi ngày, Nga được cho là đã bắn nhiều gấp 10 lần. Trong một cuộc phỏng vấn cùng ngày với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán lặp lại quan điểm cho rằng Kyiv không thể giành được chiến thắng quân sự và Mỹ cần chấm dứt vũ trang cho Ukraine. Ông Orbán từ lâu tin phương Tây đã mắc sai lầm khi theo đuổi chiến lược đối đầu quân sự với Nga ở Ukraine. Ông đề xuất tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cần đạt thỏa thuận với Moscow về một cấu trúc an ninh mới, mang đến an ninh và chủ quyền cho Ukraine nhưng không phải là tư cách thành viên NATO. Bộ Ngoại giao Ukraine ngay sau đó đã lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Hungary. Trong một thông điệp đăng tải trên Facebook hôm 30 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolayenko nhấn mạnh Ukraine sẽ không bàn lãnh thổ hoặc chủ quyền của mình và thế giới cũng vậy. Ngày 30 tháng 8, các quan chức Nga đã thông báo các cuộc tấn công vào Priang và 5 khu vực khác, bao gồm cả khu vực Crimea và Moscow. Ở miền Bắc nước Nga, cách Ukraine hơn 600 km, một đám cháy lớn đã bùng phát tại một sân bay quân sự ở thành phố Pekov, nơi lính dù tinh nhuệ đồn trú. Hãng tin TASS đưa tin ít nhất 4 máy bay vận tải I-176 bị hư hại, hai trong số đó đã bốc cháy. Các cuộc tấn công trùng hợp với các cuộc không kích nghiêm trọng nhất của Nga vào thủ đô Ukraine trong nhiều tháng. Đại chức trách ở Kiev cho biết ít nhất hai người đã thiệt mạng do các mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn rơi xuống 4 địa điểm. Rộng từ ghi lại cảnh một quả cầu lửa rơi từ bầu trời đêm gần một siêu thị. Moscow cho biết họ đã tấn công các mục tiêu chỉ huy và tình báo. Moscow cho biết họ đã ngăn chặn được tất cả các cuộc tấn công nga thường mô tả tất cả các cuộc tấn công bằng uav của ukraine đều không thành công bất kể thiệt hại trên mặt đất như thế nào các cuộc tấn công vào nga trong những tuần gần đây bao gồm cả các cuộc tấn công bằng uav lặp đi lặp lại vào trung tâm moscow có thể khiến nhiều người nga cảm thấy chiến sự đang ở rất gần bộ ngoại giao nga cho biết các cuộc tấn công sẽ bị trừng phạt và uav không thể tiến xa vào lãnh thổ nga nếu không có sự trợ giúp của phương tây Ria Novosti đưa tin cho biết các chuyên gia quân sự đang cố gắng tìm hiểu xem liệu máy bay không người lái tấn công Pekov vào đêm, dạng sáng ngày 30 tháng 8 có thể được phóng từ các nước vùng Baltic hay không. Đại tá về hưu Anatoly Matvichuk tin rằng những chiếc máy bay không người lái được sử dụng cho cuộc tấn công vào Pekov rất có thể được lắp ráp ở Nga. Theo ông, rất khó có khả năng máy bay không người lái được phóng từ các nước vùng Baltic. Chuyên gia này cho biết, việc cung cấp linh kiện UAV cho Nga thông qua tái xuất dường như là một kịch bản thực tế hơn nhiều. Mặt vì Trúc nói trên đài phát thanh Moscow Talking rằng các máy bay không người lái có thể đã được lắp ráp ở những khu vực xa xôi, dân cư thưa thớt. Cuộc tấn công khủng bố được thực hiện theo lệnh của Cục An ninh hoặc Tổng cục Tình báo Ukraine. Người dẫn chương trình truyền hình Nga Vladimir Slovyov kêu gọi tiêu diệt các nước vùng Baltic do cho rằng máy bay không người lái tấn công sân bay Pekov có thể được phóng từ vùng Baltic. Bình luận về vụ tấn công bằng máy bay không người lái gần đây nhất nhằm vào Nga người dẫn chương trình truyền hình lưu ý rằng khu vực Pekop của Nga giáp với các nước thành viên NATO và ám chỉ Latvia và Estonia. Sloviov nói, họ đã phóng máy bay không người lái từ đâu? Có phải nó đến từ Ukraine không? Không có khả năng đó, vì vậy là từ vùng Baltic. Mỹ dự đoán rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ thúc đẩy phản công để giành lại lãnh thổ Nga kiểm soát và bắn đảo Crimea. Báo cáo ngày 25 tháng 8 cho biết, 42 UAV đã được phóng về phía Crimea và một tên lửa nhắm vào Moscow. Hiện nay, lập trường của chính quyền Tổng thống Biden vẫn là không khuyến khích hay tạo điều kiện cho các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái cảm tử của Ukraine vào cầu Crimea, Nga đã thiết lập hệ thống phòng thủ chìm dưới biển. Một số hình ảnh vệ tinh do Planet Labs công bố ngày 29 tháng 8 cho thấy, Nga dường như đang tạo ra một hàng rào chắn dưới biển bảo vệ cầu Kerch hay còn gọi là cầu Crimea, bằng cách đánh chìm các con tàu dọc theo cây cầu này để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái USV Cam Tử. Hệ thống rào chắn trên biển là các rào cản vật lý hoặc lưới vây quanh các mục tiêu cần bảo vệ trên biển, như lối vào cảng, eo biển và các cây cầu khỏi nguy cơ bị tấn công. Vị trí này cách nơi giao nhau giữa lối vào eo biển Cớt và biển đen khoảng 24 km về phía Bắc. Đây là tuyến đường mà các USV của Ukraine được cho là đã đi qua để tiếp cận cây cầu. Cơ quan tình báo Ukraine cho biết các lực lượng nước này muốn nhắm mục tiêu vào cây cầu để cắt đứt tuyến đường tiếp tế của Nga. Nga đã tăng cường thiết lập chứng ngại vật dọc theo lối vào cảng Sevastopol tại Crimea như một phần của kế hoạch phòng thủ nhiều lớp trên không, trên biển và trên đất liền, đặc biệt sau khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công bằng USV vào cảng biển này hồi tháng 10 năm ngoái. Mặc dù hệ thống phòng thủ của Nga ngày càng phức tạp hơn, nhưng chúng vẫn có những lỗ hồng, một video ghi lại cuộc tấn công vào cảng Sevastopol, nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen của Nga ngày 23 tháng 5 cho thấy, một chiếc USV đã đâm phải chướng ngại vật, nhưng hai chiếc khác đã vượt qua được. Tuy nhiên, hệ thống phòng thủ gần cầu cớt được thiết kế hoàn toàn khác biệt vì được dựng nên từ những con tàu bị đánh chìm để ngăn chặn cuộc tập kích của USV. Nhà nghiên cứu hải quân Hi Suton, người theo dõi chặt chẽ cuộc xung đột Nga-Ukraine nhận định, rào chắn bằng những con tàu chìm có thể hiệu quả đối với phương tiện không người lái trên mặt nước và dưới nước. Ngoài ra, Nga có thể gia cố tuyến phòng thủ bằng cách treo dây xích hoặc lưới giữa các con tàu. Những tấm lưới này có hàng rào ở phía trên để ngăn chặn phương tiện không người lái hàng hải lao qua chúng. Nó tương tự như rào cản mà chúng ta quan sát được tại các bến cảng của Nga xung quanh Crimea. Đặc biệt so với hệ thống phòng thủ ở bến cảng là chúng không cần phải mở để cho tàu thuyền đi qua. Các quan chức tình báo Ukraine cũng cho rằng nếu Nga lắp thêm rào chắn kết nối giữa các con tàu bị chìm, thì điều này có thể tạo ra một khối bảo vệ vững chắc được thiết kế riêng để đẩy lùi các cuộc tấn công bằng USV. Những rào chắn này được cho là đã đạt được một số thành công rõ ràng trong việc chống lại các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái của Ukraine tại các cảng Sevastopol và Novorossi. Hệ thống phòng thủ chìm của Nga có thể tạo ra chướng ngại lớn, đòi hỏi các phương tiện không người lái dưới nước phải xác định được khoảng cách cực kỳ chính xác để lách qua. Các UNV có thể gặp nhiều khó khăn khi vượt qua chướng ngại này nếu di chuyển vào ban đêm hoặc hoạt động dưới hỏa lực dày đặc của đối phương chiến thuật lập rào chắn bằng các con tàu bị đánh chìm nhằm cản trở việc di chuyển trên một tuyến đường thủy hẹp có lịch sử lâu đời trong chiến tranh hải quân, ước tính được sử dụng từ thế kỷ 11. Trước đó vào năm 2014, Hải quân Nga đã đánh chìm một tàu tuần dương cũ, một tàu kéo ở lối vào vịnh Donulap, khiến các tàu chiến Ukraine đang neo đậu tại căn cứ hải quân phía nam của nước này không có đường lui. Để đối phó với hệ thống phòng thủ dưới nước của Nga, một công ty có tên gọi Ammo Ukraina cho biết họ đang phát triển loại UNV mới có khả năng tính toán khoảng cách khi tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga. Vẫn chưa rõ quá trình phát triển sẽ diễn ra như thế nào, nhưng điều này cho thấy Ukraine đang dành sự quan tâm lớn cho việc tìm kiếm các phương tiện tiên tiến và hiện đại hơn nhằm phá hủy các mục tiêu của Nga tại Crimea. Các cuộc tấn công giữa Nga và Ukraine đang ngày càng diễn ra nhiều hơn và khó đoán hơn trước. Trong khi Nga đang tiến quân về phía đông bắc tới Kupyang, thì Ukraine lại tăng cường mở các mũi phản công ở miền nam. Cả Moscow và Kiev đều đang hy vọng buộc đối phương phải tái bố trí lực lượng. Dù phải tập trung phòng thủ ở miền nam, Nga vẫn mở mũi tấn công vào Kupyang nhằm kiểm soát đầu mối đường sắt quan trọng ở Kharkov và kim đa phản công của Ukraine. Điều này khiến chính quyền quân sự Ukraine ở Kupyang phải ra lệnh sơ tán 37 làng nằm giữa thành phố này và phòng tuyến của Nga. Đây là động thái chưa từng được tiến hành kể từ tháng 10 năm 2022, thời điểm quân đội Ukraine mở chiến dịch phản công chấp nhoáng và giành lại nhiều lãnh thổ ở cả bao gồm cả thành phố Kupiang. Ở thời điểm hiện tại, lực lượng Nga hiện chỉ còn cách Kupiang vài km. Tình huống này đẩy Ukraine vào thế tiến thoái lưỡng nan trước bài toán. Sẽ phải bố trí quân tiếp viện ở đầu dọc theo mặt trận trải dài hàng trăm km. Kupiang được Nga kiểm soát ngay sau khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Vào tháng hai 2022, Moscow đã sử dụng thành phố này như một trung tâm hậu cần cho đến khi Ukraine tái chiếm vào tháng 9 2022. Kupyansk, cách thành phố Kakhov, vùng đông bắc Ukraine khoảng 116 km và được chia đôi bởi sông Oskin. Thành phố này có một nhà ga đường sắt quan trọng để tiếp tế cho lực lượng được triển khai về phía nam thành phố. Theo các chuyên gia quân sự, nếu giành quyền kiểm soát Kupyansk, Moscow có thể ngăn chặn lực lượng Kiev tấn công vào Lugansk việc Nga tấn công vào Kupyang được cho là nhằm kìm chân những đơn vị Ukraine trong khu vực, không cho yểm trợ các hướng phản công khác. Mặt khác, động thái này cũng có thể khiến Ukraine phải giúp bớt lực lượng đang tham gia cuộc phản công chính ở phía Nam và Đông Nam để tăng cường lực lượng phòng thủ tại đây. Trong cuộc họp báo ngày 28 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Zhenikov thừa nhận Nga dường như đang đạt được một số bước tiến xung quanh thành phố Kupyang việc để mất thành phố này một lần nữa sẽ là một đòn mạnh đối với Ukraine. Tuần trước, tướng Oleksandr Sisky, chỉ huy hàng đầu của Ukraine ở miền Đông, đã kêu gọi tăng viện trợ để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga gần Kupiang. Cách tiếp cận này đã vấp phải sự chỉ trích từ các quan chức phương Tây bởi họ cho rằng Ukraine nên tập trung ở mặt trận phía Nam để đạt được mục tiêu chính của cuộc phản công, cắt đứt đường tiếp tế của Nga ở phía Nam và cắt đứt cầu nối trên bộ giữa lực lượng Nga trong khu vực với bán đảo Crimea. Dù vậy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ quan điểm này, nhấn mạnh lực lượng Kiev sẽ không rời khỏi những nơi đang phòng thủ như Kupiang. Trong một bản đánh giá, ngày 25 tháng 8, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng có khả năng thực tế là Nga sẽ gia tăng cường độ tấn công ở đông bắc Ukraine trên mặt trận gần Kupiang và Liman trong hai tháng tới. Nhưng vẫn chưa rõ liệu lực lượng Nga có muốn chiếm toàn bộ Kupyang hay không, bởi như vậy, Moscow sẽ phải cố gắng giữ một thành phố nằm bên hai bờ một con sông lớn với nguồn cung cấp hạn chế. Tình huống đó sẽ tương tự như những gì lực lượng Nga phải đối mặt hồi năm 2022 ở thành phố Kherson. Mặt khác, quân đội Nga có thể cố gắng tiến tới con sông Oskin, chạy theo hướng Bắc Nam và sử dụng nó như một rào cản tự nhiên, chống lại các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine. Trong khi đó, các chỉ huy Ukraine hy vọng những bước tiến mà họ đạt được trong cuộc phản công ở phía Nam và Đông Nam, dù chậm sẽ buộc Nga phải tái triển khai lực lượng từ Kupiang tới các mặt trận đó. Ukraine bắt đầu tiến hành phản công từ đầu tháng 6, cố gắng tiến về phía Nam vào lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát, cắt đứt các đường tiếp tế của Moscow. Một mũi tấn công của Ukraine nhằm vào thành phố Melitopol và một mũi khác vào thành phố Bezgyang, cả hai đều thuộc vùng Zaporizhia. Nhưng Mỗi mũi chỉ tiến được vài km do khi ép gặp nhiều khó khăn khi tìm cách xuyên thủng hệ thống phòng thủ phức tạp của Nga. Quân đội Ukraine ngày 28 tháng 8 cho biết, lực lượng nước này đã chiếm lại một làng Chomotine vượt qua các tuyến phòng thủ ban đầu của Nga. Một bước tiến chiến thuật có thể giúp quân đội Ukraine mở đường cho một cuộc đột phá lớn hơn ở mặt trận phía Nam. Nếu Ukraine duy trì được đà tiến công ở phía Nam, Nga buộc phải tăng cường lực lượng phòng thủ nhằm ngăn Ukraine đạt được đột phá ở mặt trận này. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây từ các nhà phân tích quân sự cho rằng quân đội Nga có thể đang di chuyển lực lượng từ phía đông xuống phía nam để tăng cường khả năng phòng thủ ở đó, thay vì phải tái bố trí lực lượng từ Kubiang ở Đông Bắc. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, Nga dường như đã triển khai lực lượng tiếp viện tinh nhuệ từ Sư đoàn Cận Vệ Dù số 76 tới khu vực tiền tuyến Zaporizhia, nhằm ngăn chặn đà tấn công của Ukraine ở khu vực. Sư đoàn dù số 76 là lực lượng tinh nhuệ hàng đầu của Nga vào thời điểm hiện tại. Gần đây nhất, sư đoàn này hồi đầu năm đã được triển khai xung quanh mặt trận Kremlin Lugan ở Biển Đông. Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đánh giá tiến triển của Ukraine trong cuộc phản công vào mùa hè này, đồng thời thảo luận thẳng thắn với Kiev về những bài học rút ra. Điều mấu chốt ở đây là cuộc xung đột có thể kéo dài tới năm sau. Sau đó, Mỹ và đồng minh sẽ phải duy trì ổn định, sự hỗ trợ để Ukraine tiếp tục tiến công. Các quan chức Lầu Nam Góc đã hối thúc các chỉ huy của Ukraine ưu tiên tập trung lực lượng vào những điểm có tiềm năng đạt đột phá dọc tiền tuyến trải dài hơn 1.000 km. Ukraine ban đầu phân tán đều lực lượng trên ba trục thay vì tập trung vào mặt trận phía Nam, chạy qua Zamporizhia tới biển Azov. Sau khi tiếp nhận lời khuyên từ phương Tây, Kiev đã di chuyển một số lực lượng từ Bakhmut và các khu vực khác ở phía Đông tới phía Nam. Dù vậy, giới lãnh đạo Ukraine bảo vệ chiến lược và kế hoạch phân tán lực lượng của mình khẳng định họ đang chiến đấu hiệu quả ở cả phía đông và phía nam. Theo đó, việc duy trì số lượng binh lính ở Bakhmut là cần thiết để gây sức ép cho Nga và bảo vệ phía đông bắc cho các cuộc tấn công của Moscow. Viện nghiên cứu chiến tranh cũng cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine ở Bakhmut đang ngăn cản nga củng cố lực lượng ở phía nam, nơi mà các lực lượng của Kiev đang tìm cách xuyên thủng các phòng tuyến của Moscow. Mới đây, giữa bối cảnh Ukraine và Mỹ thảo luận về việc Kiev nên dồn lực ở nơi nào dọc tiến tuyến, tướng cấp cao Ukraine ở phía đông đã kêu gọi tăng cường tiếp viện tại khu vực Nga có thể giành thêm lãnh thổ. Các chỉ huy Mỹ nhận định Ukraine đã lãng phí hỏa lực vào các cuộc pháo kích càn quét. Theo ước tính của Washington, Ukraine đã bán khoảng 2 triệu quả đạn pháo 155mm kể từ khi xung đột nổ ra, gần như làm cạn kiệt kho đạn này của phương Tây. Washington kêu gọi Ukraine nên cân nhắc tiến hành pháo kích vào các mục tiêu quan trọng nhất và sử dụng chúng để tiến công nhanh chóng về phía mục tiêu. Lầu Năm Góc cũng đề xuất Ukraine nên giảm phụ thuộc vào UAV để thu thập thông tin trên chiến trường và phụ thuộc nhiều hơn vào các lực lượng trinh sát mặt đất, vốn có thể đánh giá các vị trí của Nga tốt hơn. Họ cũng cho rằng Kiev nên trao đổi cho các sĩ quan cấp thấp nhiều quyền lực hơn để khai thác mọi cơ hội trên tiền tuyến kéo dài với tất cả những điểm này các quan chức mỹ tin rằng ukraine sẽ phản ứng một cách tích cực tuy nhiên các thảo luận về vấn đề này đang nảy sinh bất đồng trong những tuần gần đây chính quyền tổng thống biden đánh giá xung đột sẽ tiếp tục đến năm sau hoặc hơn và đang cân nhắc một vài hình thức mở rộng sự hỗ trợ sự ủng hộ đang ngày càng gia tăng ở washington đối với việc cung cấp đạn trùng cho ukraine vũ khí có thể tấn công sâu hơn vào các vị trí của nga Washington cũng đang lên kế hoạch cho một lực lượng tương lai của Ukraine để ngăn cản các hành động gây hấn của Nga. Tiêm kích F-16 sắp đến tay Ukraine trong một vài tháng tới sẽ là một phần trong kế hoạch đó và các quan chức Mỹ đang làm việc với đồng minh để cung cấp thêm các hệ thống vũ khí khác và các khóa huấn luyện. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục kêu gọi phương Tây hỗ trợ tên lửa tầm xa để tấn công sâu hơn vào các phong tuyến của Nga. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vẫn tiếp tục từ chối đề nghị này, chủ yếu là do các quan chức lo ngại Mỹ không đủ tên lửa tầm xa ATACM để cung cấp cho Ukraine, mà không ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của mình nếu bất kỳ cuộc xung đột nào xảy ra trong tương lai.